Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Trần Công Cảnh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một trong những trực thăng biểu tượng của quân đội Mỹ, CH-47 Chinook. Được mệnh danh là siêu ngựa thồ, chiếc trực thăng này trị giá 50 triệu đô la và là một tài sản vô giá trong hậu cần quân sự, nhiệm vụ cứu hộ và nhiều nhiệm vụ khác của quân đội Mỹ. Hãy cùng tìm hiểu xem điều gì đã làm cho Chinook trở thành một công cụ không thể thiếu đối với quân đội Mỹ. Hiện nay, chỉ có Mỹ là quốc gia duy nhất sở hữu và vận hành trực thăng hai cánh quạt song song, loại như CH-47 Chinook. Thiết kế này là đặc trưng của dòng trực thăng hạng nặng được phát triển bởi hãng Boeing, trước đây là Vertol. Với mẫu CH-47 Chinook là phiên bản nổi bật nhất. Các quốc gia khác có thể sở hữu hoặc phát triển các trực thăng vận tải hạng nặng, nhưng hầu hết chúng đều sử dụng thiết kế rotor chính đơn lẻ với rotor đuôi để cân bằng moment xoắn, thay vì sử dụng hai rotor song song như CH-47. Thiết kế hai cánh quạt song song của CH-47 giúp nó nổi bật về khả năng cân bằng moment xoắn một cách tự nhiên và tạo ra lực nâng mạnh mẽ. Điều này giúp nó có khả năng mang tải trọng lớn và hoạt động trong các điều kiện khắc nghiệt. Tới nay, chưa có quốc gia nào khác có thể sao chép hoặc phát triển một trực thăng với thiết kế rotor song song tương tự như loại CH-47 của Mỹ. Khối lượng bản thân của trực thăng CH-47 Chinook, tức là trọng lượng khi không có tải, là khoảng 10.185 kg. Trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 22.680 kg. Trực thăng có thể cẩu hàng hóa bên dưới với trọng lượng tối đa khoảng 12.700 kg. Nó có thể chở tối đa 55 binh lính với đầy đủ trang bị hoặc 24 cán cứu thương kèm theo nhân viên y tế. CH-47 Chinook được giới thiệu lần đầu vào những năm 1960. Nó đã trải qua nhiều lần nâng cấp để luôn đứng ở vị trí hàng đầu trong ngành hàng không quân sự. Với chiều dài 30m, sải cánh cánh quạt chính lên tới 18,3m, Chinook có thể mang theo một lượng hàng hóa khổng lồ, từ binh lính, lựu pháo, xe bọc thép tới các loại trang thiết bị hạng nặng khác. Điểm đặc biệt nhất của CH-47 Chinook là hai cánh quạt song song. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định và hiệu suất bay tuyệt vời của trực thăng này. Các loại trực thăng thông thường chỉ có một rotor chính sẽ tạo ra moment xoắn, làm quay thân máy bay ngược chiều với hướng quay của cánh quạt. Để cân bằng thì thường phải có một rotor đuôi. Tuy nhiên, với CH-47 Chinook, hai rotor chính song song quay ngược chiều nhau. Moment xoắn của một rotor được bù đắp hoàn toàn bởi moment xoắn của rotor kia. Điều này giúp máy bay ổn định mà không cần rotor đuôi. Hai cánh quạt song song còn cho phép CH-47 có diện tích đĩa rotor lớn hơn, giúp tăng lực nâng tổng thể. Điều này cho phép trực thăng có thể nâng tải trọng lớn hơn nhiều so với các loại trực thăng khác cùng kích cỡ. Cánh quạt của hai rotor được thiết kế để quay ngược chiều nhau và chúng được đồng bộ hóa thông qua hệ thống truyền động phức tạp. Điều này đảm bảo rằng các cánh quạt không bao giờ va chạm vào nhau. Ngoài ra, độ cao của các rotor cũng đã được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các cánh quạt. CH-47 Chinook được thiết kế với hai động cơ và trong trường hợp một động cơ bị hỏng, trực thăng vẫn có thể bay tiếp với một động cơ còn lại. Tuy nhiên, khả năng tải trọng sẽ bị giảm và trực thăng sẽ phải hạn chế các thao tác phức tạp hoặc phải hạ cánh an toàn càng sớm càng tốt. Điều này giúp đảm bảo tính năng an toàn cho phi hành đoàn và nhiệm vụ trong trường hợp khẩn cấp. Chinook không chỉ nổi bật với khả năng vận chuyển mà còn được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến giúp nó hoạt động hiệu quả trong các điều kiện khắc nghiệt. Với tốc độ tối đa lên tới
315 km/h và tầm bay gần 1.200 km. Sinop có thể tiếp cận các khu vực hẻo lánh hoặc các vùng chiến sự một cách nhanh chóng. Hệ thống rotor song song của nó cung cấp sức năng mạnh mẽ, cho phép nó cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, thậm chí trên các địa hình phức tạp như núi cao hoặc sa mạc. Trong vai trò hậu cần, CH-47 Sinop đóng vai trò không thể thiếu trong việc vận chuyển quân nhu, vũ khí và các trang thiết bị từ các căn cứ hậu cần tới tiền tuyến. Khả năng mang theo hàng hóa lớn giúp giảm số lần chuyến bay, tăng cường hiệu quả và an toàn cho các chiến dịch. Chinook cũng thường xuyên được sử dụng để vận chuyển pháo binh, xe bọc thép và thậm chí là các trạm radar di động. Không chỉ giới hạn trong vai trò hậu cần, CH-47 Chinook còn được sử dụng rộng rãi trong các nhiệm vụ cứu hộ. Với khả năng hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu và ở các địa hình khó khăn, Chinook thường được điều động để cứu hộ tại các khu vực bị thiên tai hoặc trong các tình huống khẩn cấp trên chiến trường. Chiếc trực thăng này có thể di tản hàng chục người trong một lần bay, đưa họ tới nơi an toàn trong thời gian ngắn nhất có thể. CH-47 Chinook thực sự là một biểu tượng của sức mạnh và sự linh hoạt trong quân đội Mỹ. Với khả năng vận chuyển vượt trội và vai trò quan trọng trong nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ hậu cần tới cứu hộ, không có gì ngạc nhiên khi nó vẫn tiếp tục là sự lựa chọn hàng đầu của quân đội Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video thú vị nào khác về quân sự và công nghệ hàng không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.